Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11 cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài. Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa, nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. Sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ, còn sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó. Trong ngày thịnh nộ, tài sản chẳng ít chi cả, duy công bình giải cứu khỏi sự chết sự công bình của người trọn vẹn ban bằng đường lối người nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã sự công bình của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình khi kẻ ác chết sự trông mong nó mất và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị diệt người công bình được cứu khỏi hoạn nạn rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận mình còn các người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình nhưng khi kẻ ác bị hư mất bèn có tiếng reo mừng nhờ người ngay thẳng chúc phước cho thành được cao trọng song tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ. Kẻ nào khinh dễ người lân cận mình, thiếu trí hiểu, nhưng người khôn sáng làm thinh. Kẻ đi theo lẽo, tỏ ra điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc. Dân sự sa ngã, tại không chính trị, song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn. Người nào bảo lãnh cho người ngoại ác bị hại nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh bèn được bình an vô sự người đàn bà có duyên được sự tôn trọng còn người đàn ông hung bạo được tài sản người nhân từ làm lành cho linh hồn mình còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình kẻ giữ ăn được công giá hư giả song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống, còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình. Kẻ có lòng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng ngài. Quả thật, kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt, song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi. Một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dễ dạt, khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo sự ao ước của người công bình chỉ là điều thiện còn điều kẻ ác trông đợi ấy là cơn thịnh nộ có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên cũng có người chắc lót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn lòng rộng rãi sẽ được no nê còn ai nhuần gội chính người sẽ được nhuần gội Kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, xong sự chúc phước sẽ dán trên đầu người bán nó ra. Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển, nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó. Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị siêu ngã, còn người công bình được xanh tươi như lá cây. Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp. Còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khôn ngoan. Kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng, phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội. Chương 17. Bây giờ trong bãi vị thiên sứ cầm bãi bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng lại đây. Ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được thánh linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng. Thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm. Mình mang đầy những tên sự phạm thượng. Có bảy đầu và mười sừng người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều trang sức những vàng bửu thạch và hột châu tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế trên trán nó có ghi một tên là sự mâu nhiệm babylon lớn làm mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì đức chúa giêsu tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng, sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có bảy đầu và mười sừng. Con thú ngươi đã thấy, trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế thấy con thú thì đều lấy làm lạ vì nó trước có nay không có nữa mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đầu, tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. Nó cũng là bảy vị vua nữa. Năm vị trước đã đổ, một vị hiện có, còn một vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến cũng chẳng còn được bao lâu chính con thú trước đã có nay không có nữa là vị vua thứ tám nó cũng ở trong số bảy và nó sẽ đi đến chỗ hư mất vả mười cái sừng mà ngươi đã thấy là mười vị vua chưa nhận được nước mình nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú chúng chiến tranh cùng chiên con chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa vua của các vua và những kẻ được kêu gọi những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con cũng thắng được chúng nữa đoạn thiên sứ lại nói với tôi rằng những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi tức là các dân tộc các chúng các nước và các tiếng mười cái sừng ngươi đã thấy và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ sẽ bóc lột cho nó lõa lồ ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng có chung một ý và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Sách Malachi, chương 1 Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va cho Israel bởi Malachi, Đức Giê-hô-va có phán, Ta yêu các ngươi. Và các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán, Ê e sao, há chẳng phải là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê e sao. Ta làm cho những núi nó nên hoang vu và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Nếu ê nói rằng, chúng ta đã bị hủy diệt, xong chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Đức Giê-hô-va vạn quân cũng phán rằng chúng nó sẽ dừng lại nhưng ta sẽ đổ xuống người ta sẽ gọi chúng nó là cõi độc ác và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời mắt các ngươi sẽ thấy và các ngươi sẽ nói rằng nguyền Đức Giê-hô-va là lớn ngoài cõi Israel con trai tôn kính cha mình đầy tớ tôn kính chủ mình vậy nếu ta là cha nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dễ dâm ta. Các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có khinh dễ dâm ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta rồi các ngươi nói rằng, chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng, bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Khi các ngươi dân một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dân một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dân nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người hát đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Các ngươi đã làm điều đó. Nay ta xin các ngươi hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta, thì Ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dân nào hết. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Song các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng, bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh dễ. Các ngươi lại nói rằng, ôi, việc khó nhọc là giường nào, rồi các ngươi khinh dễ nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đau. Đó là của các ngươi đem dân cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối. Trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dân con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Chương 2 Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lệnh này về các ngươi. Nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dân sự vinh hiển cho danh ta, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ dán sự rủa xả trên các ngươi và sẽ rủa xả những phước lành của các ngươi. Và ta đã rủa xả rồi, vì các ngươi không để điều đó vào lòng. Này, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những của lễ các ngươi. Các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để làm giao ước của ta với Lê Vi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Giao ước của ta với Lê Vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó. Trong môi miếng nó, chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Vì môi miếng của Thầy Tế Lễ nên giữ sự thông biết. Người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân nhưng trái lại, các ngươi đã xây khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp và đã làm sai giao ước của Lê Vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy nên, ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta hay vị nể người ta trong luật pháp. Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy, sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? Juda đã ăn ở cách lừa phỉnh và đã phạm một sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem. Vì Juda đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va là sự ngài ưa mà cưới con gái của thần ngoại. Phạm ai làm sự đó hoặc kẻ thức hoặc kẻ trả lời hoặc kẻ dân của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp. Các ngươi lại còn làm sự này. Các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va. Nên nỗi ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dân bởi tay các ngươi. Các ngươi lại nói rằng, vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi vả hơi sống của đức chúa trời dầu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi nhưng vì sao chỉ là một người ấy là vì tìm một dòng giỏi thánh vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ vì jehovah đức chúa trời của israel có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy, hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình. Các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có làm phiền Ngài ở đâu? Ấy là khi các ngươi nói, ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Giê-hô-va và Ngài ưa thích những người như vậy, Bằng chẳng vậy thì nào Đức Chúa Trời có sự chính trực ở đâu? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dẫy con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu xu Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.